chú Hậu nói mẹ kế làm chung với ba. Dì Thúy, dì Ngọc, rồi còn các dì ở trong xưởng nữa. Còn một người mà hai chưa kể tới. Ờ ha. À đúng rồi, còn dì Hiền. Dạ, con muốn biết thông tin về chị Ngọc. À, có gì dì nói con nghe nha. Nói chung á, hoàn cảnh của nó cũng khó khăn. Mẹ con cô cút chồng chết cũng tội nghiệp. Nhưng mà cái tánh của con Ngọc á, nó không có được tốt như cái vẻ ngoài của nó đâu à nghe. Muốn làm ăn chung với nó thì phải tránh xa đi, đừng có hợp tác. Anh thấy Ngọc là người như thế nào? Ngọc hả? Anh thấy là cô Ngọc không đáng tin cho lắm. Có chuyện này anh nói ra thì cũng không được hay lắm. Chuyện gì vậy? Nói với em nghe đi. Thì tối hôm qua đó, anh thấy cô Ngọc mang đồ ăn về nhà mà nhiều món ngon lắm. Có thịt gà luộc nữa. Bây giờ anh hỏi em nè, ở đâu mà cậu có món đó? Cậu phát hiện cục đá mài trong đó đó chú. Còn cái máy không thấy đâu hết trơn. Chú ơi, con đâu có biết cái cục này là cái cục gì và ở trong cái máy nào đâu. Và con cũng không hiểu sao nó nằm ở trong đó nữa. Chú ơi, con không có lấy. Cô đừng giả vờ nè. Trời ơi, ai cho con ra đây vậy? Leo xuống. Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là không được tự tiện bỏ mẹ đi mà. Con có biết là nguy hiểm lắm không hả? Mẹ phải cho con một trận mới được. Thank you.